mọi người, lại là mình, An Nhiên Facebook đây. Hôm nay mời cả nhà cùng test chất cái bơ ha. Bơ này là bơ thành bích ha cả nhà ha. Đây, cái bơ khổng lồ, siêu to khổng lồ, 1kg 170. Trời ơi, quá đã nha cả nhà ơi. Không biết là em này có dày cơm không. Em này là bơ chín tím nha mọi người. Đó, cưng chưa. Bây giờ phải tháo cuốn của em nè. Rồi bây giờ cùng Bi nha, cùng Bi. Trời, trái bơ mà bự quá, cái tay tôi cầm không nổi luôn mấy bà ơi. Thôi chất 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 nha, phải đúng bơ già chất lượng nó mới ngon nha mọi người. Bơ già tím liệm luôn, mới có một ngày mà nó tím ngắt luôn cả nhà ơi. Đây mọi người, cùng Bi nha. 1, 2, 3, hồ biên. Nó đã chưa cả nhà, nó sáp nha cả nhà nha. Đây, dày cơm nha, để Vi cắt cho mọi người coi. Nó sáp, cái này nó là sáp bột luôn cả nhà ơi. Em này em sáp bột. Đó. Đây nha mọi người. Siêu dày cơm luôn. Siêu dày cơm luôn mọi người ơi. Nhà nhìn nè. Em này là nó sáp bột, mọi người nhìn cái chất nó sáp bột nha. Đó. Rồi béo nha cả nhà, béo ngon lắm. Đây, sáp bột. Cực kỳ dày cơm. Tuy nhiên là em này là dễ có một cái khuyết điểm như thế nha. Đó là nó sẽ, em này là khá giống bơ của ba, nhưng mà cái chất nó khác. Cái chất của nó là sáp bột nha cả nhà. Sáp bột. Nó cái chất nó Vi thấy là giống cái bơ gì nè. Bơ sáp Thái Gia Xanh. Khá giống cái kiểu sáp bột của Thái Gia Xanh. Béo ngọt. Ngon. Tuy nhiên cái màu của nó sẽ là chỉ là màu vàng mơ, chứ nó không có màu vàng đậm đà hột gà giống như là bơ của ba. Nhưng mà nó sẽ bị cái tình trạng là nó bị một cái khuyết điểm duy nhất đây cả nhà. Đó là nó sẽ là có cái gân chỉ như thế này. Nhưng mà nó thật ra nó chỉ là cái chỉ nguyên sơ. Nó không có ảnh hưởng gì đến chất lượng lắm nha cả nhà. Nhưng mà cái chất bơ là rất là ngon. Sáp bột. Rất là sáp luôn cả nhà. Rất là sáp đó. Nó cũng bị cái dạng chỉ nguyên sơ y chang như là cái thằng sáp Thái Gia Xanh vậy á. Cái chất là y chang luôn. Cái chất ăn này là sáp bột. Dạng bột y chang như là cái sáp Gia Xanh luôn cả nhà. Bột rất là ngon. Chỉ là nó bị cái khuyết điểm duy nhất đó là những cái sợi chỉ nguyên sơ này thôi. Còn lại là cái chất rất ok, dành cho chế nào mà thích ăn dạng sáp bột nha cả nhà. Béo lắm, cái vị nó béo dữ dội luôn. À, béo cực kỳ nha mọi người. Nên là nó chín nè, vỏ màu tím là ăn được rồi. Cực kỳ sáp bột. Bột lắm luôn. Ai mà mê cái sáp đặc mà sáp bột nè, nó bẻ thì mọi người mới thấy được cái độ sáp nó, hay không? Bơ là mọi người phải bẻ thì mình mới thấy được cái độ sáp này. Cực kỳ dày cơm, lợi cơm, ngon, béo. Chỉ có một cái chín đều, dễ nhận biết chín. Chỉ duy nhất một cái điểm là hơi có cái chỉ nguyên sơ này. Nhưng còn lại là rất tuyệt vời. Không ảnh hưởng nha. Đây cũng là một trong những loại bơ khá ngon mà mọi người cần thưởng thức và lợi cơm. Đó, một trái là 1kg 1 luôn. Và nó cơm cái hộp nhỏ xíu. Cái hộp thật ra là nó nhỏ so với cái trái. Tình hình chung là cái trái đó cả nhà. Thịt rất là nhiều, để Vi cân thịt. Mai là Vi đã cắt ăn một miếng rồi nha. Trái hồi nãy là 1kg 1. Mà mọi người coi đi, thịt là 995g. Vậy cả nhà thấy là cực kỳ lợi cơm luôn. Cực kỳ lợi cơm luôn nha. Đó, cái hộp có tí xíu. Đó, là mọi người thấy là mình rất là lợi cơm. Nên là chế nào mà mình thích cái bơ này thì nhắn liền cho Vi nha. Bơ này sáp bột ngon lắm nha cả nhà. Chỉ duy nhất là em này bị vậy thôi, chứ đâu có ảnh hưởng nè. Mọi người thấy Vi cắt không? Nó đâu có bị gì đâu. Nó không bị dĩ nó. Nó chỉ bị ở ngay cái khúc mà cái hộp á, cái rễ cái này á. Nó như cái rễ vậy đó cả nhà. Nhưng cái giống bơ này là nó là cái tính chất của nó như vậy. Đó, mỗi loại bơ nó có một cái chất của nó. Đây, cực kỳ sáp bột ngon ha. Rồi, chế nào mà mê cái bơ này thì nhắn liền Vi nha. Bye 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 cả nhà. Đây là đợt dường như là gần như là những đợt cuối cùng đó. Nên là cả nhà thích là nhắn liền cho Vi nha.